Cô chào tất cả các bạn học sinh lớp 1. Tiết học tự nhiên xã hội trước, chúng ta đã được tìm hiểu về các thành viên trong nhà trường, các phòng học trong trường. Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về các hoạt động trong trường học. Và chúng ta sẽ tìm hiểu về trường của An cũng như trường Lê Văn Tám của chúng ta nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các hoạt động chính ở trường. Các bạn hãy quan sát tranh và cho cô biết trường An có những hoạt động chính nào? À, cô cảm ơn các bạn. Trường An có hoạt động chào cờ này, các tiết học trong lớp cũng như tiết học ngoài trời, đọc sách ở thư viện và tập thể dục. Còn tham gia ngày hội môi trường nữa đúng không nào? Vậy là chúng ta đã vừa tìm hiểu các hoạt động trong trường của An, đó là chào cờ, tập thể dục, học tập trong lớp, đọc sách ở thư viện, học tập vườn trường hay là bảo vệ môi trường, đúng không nào? Vậy các hoạt động ở trường em đang học thì như thế nào? Chúng ta cùng quan sát nhé! Trường của chúng ta cũng có những hoạt động như học tập ở ngoài vườn trường này, tham gia các tiết học kỹ năng sống, hay đọc sách ở thư viện, tổ chức học ở trong lớp, hay tham gia các ngày hội này, tập thể dục đầu giờ, ngày hội đọc sách, cũng như ngày hội xuân cho các bạn học sinh lớp 1 trải nghiệm này. Chúng ta vừa quan sát thấy An và các bạn tham gia các hoạt động ở trường rất là vui vẻ đúng không nào? Chúng ta cũng vậy, mỗi hoạt động ở trường đều mang lại cho chúng ta nhiều điều bổ ích và niềm vui, nên các bạn hãy tham gia các hoạt động đó. Và những hoạt động này cũng là nơi để chúng ta học tập và rèn luyện đấy. Ngoài các hoạt động này, ngoài các hoạt động ở trong trường còn có một số hoạt động vui chơi trong giờ nghỉ. Các bạn hãy cùng quan sát tranh và cùng nhau trả lời các câu hỏi. An và các bạn tham gia những trò chơi gì? Trò chơi nào an toàn? Các bạn tham gia các trò chơi đó là lo co, nhảy dây, đá cầu, chơi đuổi bắt hay là leo trèo đúng không? Vậy những trò chơi nào là an toàn? Đúng rồi, lò cò, nhảy dây, đá cầu là những trò chơi an toàn, rèn luyện thể chất và sự khéo léo của các bạn. Trò chơi leo trèo ở tranh số 4 hay là đuổi bắt ở tranh số 5 là những trò chơi không an toàn vì có thể gây nguy hiểm cho bản thân chúng ta và những người xung quanh đấy. Vậy, các hoạt động vui chơi trong giờ nghỉ, chúng ta phải biết lựa chọn những trò chơi phù hợp, an toàn. Khi vui chơi, chúng ta phải quan tâm và hòa nhã cùng bạn bè. Vậy để học tập thì chúng ta có những đồ dùng và thiết bị ở trong trường học đúng không nào? Để sử dụng cẩn thận, bảo quản đúng cách các đồ dùng thiết bị trong trường học. Các bạn cùng quan sát 3 bức tranh và cho cô biết An và các bạn sử dụng và giữ gìn các đồ dùng thiết bị trong trường học như thế nào? Ở bức tranh số 1, các bạn lấy sách và xếp sách lại ngay ngắn, cẩn thận trước và sau khi đọc sách ở thư viện. Ở bức tranh số 2, một bạn nữ khóa vòi nước sau khi sử dụng. An và các bạn nhắc nhở nhau tắt máy tính sau môn tin học. Vì sao các bạn trong tranh lại làm như vậy các bạn nhỉ? Đúng rồi, vì để bảo quản và giữ gìn các đồ dùng trong trường học. Vậy em cần giữ gìn và sử dụng đúng cách các đồ dùng thiết bị trong trường học. Ở trường Lê Văn Tám của chúng ta cũng vậy, có thư viện và có phòng tin học. Và sau khi đọc sách ở thư viện thì chúng ta hãy xếp đặt lại đúng nơi quy định. Và sau khi học tin học xong thì các bạn hãy nhớ nhắc nhở nhau tắt máy nhé. Vậy trường học là nơi chúng ta học tập,
vui chơi và nhớ giữ gìn các đồ dùng thiết bị ở trong trường học nhé. Các bạn vừa tìm hiểu các câu hỏi và các hoạt động. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chuyển sang phần bài tập nhé. Bài tập ở bài 7 hoạt động ở trường em. Các bạn hãy cùng nhau mở sách ra trang 22 và hoàn thành các bài tập môn tự nhiên xã hội nhé. Và sau khi làm xong, nhớ chụp hình và gửi cho cô nha các bạn. Tiết học của cô đến đây là kết thúc rồi. Chúc các bạn có một tiết học thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn vào những tiết học sau.